Bây giờ là bản tin thời tiết trên kênh VTV5. Xin kính chào quý vị và các bạn. Dự báo ngày mai ở Trung Bộ tiếp tục nắng nóng gay gắt với nhiệt độ phổ biến trong khoảng 35 cho đến 38 độ. Riêng khu vực vùng núi từ Thanh Hóa trở vào cho tới Phú Yên nhiệt độ cao trên 38 độ. Cùng với độ ẩm nhiều điểm ở mức thấp dưới 50%, quý vị sẽ cảm nhận rõ cái nóng rát đặc trưng của mùa hè. Trong tiết trời ít mưa, nắng nhiều như vậy, thảm thực vật ở các cánh rừng đang ngày càng khô nở và có nguy cơ xảy ra cháy cao. Nhiều cánh rừng ở khu vực này đang cảnh báo cháy ở mức độ cấp 4. Còn khu vực từ Quảng Trị trở vào cho tới Phú Yên, Ninh Thuận và Bình Thuận còn xảy ra cảnh báo cháy rừng cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm. Khi xảy ra cháy, ngoài mất rừng thì còn gây mất an toàn hệ thống truyền tải điện. Dù đám cháy ở ngoài hành lang an toàn, tức là cách đường ngoài cùng của lưới điện đến 7 mét, thì gió vẫn có thể cuốn lên và gây ra hiện tượng chập cháy. Vì thế, để đảm bảo an toàn, bà con không sử dụng lửa gần và trong rừng trong thời gian này. Nắng nóng cũng xảy ra ở miền Bắc, nơi nóng nhất đó là khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội với mức nhiệt cao 37 đến 38 độ, nắng nóng gay gắt. Nhiều nơi khác nhiệt độ cũng cao trong khoảng 35 cho đến 36 độ. Ngày mai Tây Nguyên dự báo có thành phố Kon Tum, Pleiku và Buôn Ma Thuột trời nắng cả ngày, nhiệt độ cao nhất trong khoảng 30 đến 33 độ. Đà Lạt chiều tối sẽ có mưa rào, ban ngày trời nắng và nhiệt độ không quá 24 độ. Nam Bộ trời nắng từ sáng cho đến khoảng 15 giờ chiều. Tại các thành phố Biên Hòa, Châu Đốc và Trà Vinh nhiệt độ cao 35 độ. Còn với thành phố Hồ Chí Minh và các nơi khác của Nam Bộ nhiệt độ thấp hơn 32 đến 34 độ. Chiều tối có mưa rông, cục bộ có điểm mưa lượng khá kèm theo nguy cơ về lốc sét. Trên biển ngoài khơi huyện đảo Trường Sa có mưa rông khả năng đi kèm lốc sét và gió giật mạnh nguy hiểm. Còn với huyện đảo Hoàng Sa trời nắng, gió duy trì cấp 4 đến cấp 5. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo cho một số thành phố trên cả nước vào ngày mai.